Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hiện tại trên tay mình đây là chiếc iPhone 7 Plus và nó đã bị lỗi rung. Mình sẽ tiến hành demo cho các bạn xem. Để khắc phục lỗi này thì các bạn sẽ cần thay bộ rung cho máy. Và trước khi thay bộ rung thì mình sẽ tiến hành test cảm ứng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu.